huyền thoại Việt Nam vô địch cờ tướng ngay tại Trung Quốc là ai? Nguyễn Thành Bảo sinh năm 1978 tại Nam Định cùng với Lại Lý Huynh là hai kỳ thủ xuất sắc của cờ tướng Việt Nam. Tài năng của Thành Bảo đã khiến báo chí Trung Quốc tốn rất nhiều giấy mực. Anh là thế hệ đi trước so với Nam Phương công tử Lại Lý Huynh, người đang nổi như cồn khi vô địch cờ tướng nhanh thế giới. Cậu ruột của Thành Bảo là danh thủ bóng đá Nguyễn Văn Sĩ. Gia đình hướng anh theo trường đại học thể dục thể thao Từ Sơn nhưng anh lại sang Thái Bình theo cờ tướng. Năm 2020, tờ Tuttiao của Trung Quốc đăng tải bài viết với dòng tít Nguyễn Thành Bảo là kỳ thủ số 1 của cờ tướng Việt Nam, liên tiếp đánh bại các nhà vô địch Trung Quốc. Tuttiao thừa nhận rằng suốt nhiều năm qua, các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam chính là những đối thủ khó nhằn với các vận động viên của Trung Quốc. Trong số đó, cao thủ mạnh nhất Việt Nam là Nguyễn Thành Bảo, người có phong cách hiệp sĩ. Anh cũng là kỳ thủ duy nhất khiến các tuyển thủ hàng đầu của tuyển Trung Quốc phải đau đầu. Thành Bảo là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên và có lẽ là kỳ thủ đầu tiên trên thế giới giành chức vô địch cờ tướng ngay trên đất Trung Quốc vào năm 1998. Thời điểm đó, anh giành chức vô địch giải cờ tướng trẻ châu Á U20 diễn ra tại Giang Châu. Việc anh giành huy chương bạc ở môn cờ tướng tại ASEAN 2010 nội dung đơn nam là chiến tích đáng chú ý của Thành Bảo cũng như cờ tướng Việt Nam bởi đó là lần đầu tiên cờ tướng được đưa vào thi đấu ở ASEAN. Tuy nhiên khi đang ở đỉnh cao, năm 2014, Thành Bảo đột ngột rút lui. Một năm sau, tờ Sina đã đăng tải một bài viết dài tỏ ra tiếc nuối khi anh đột ngột thoái ẩn. Sina viết: "Vào thời kỳ cờ tướng Việt Nam gặp khó khăn, Nguyễn Thành Bảo đã gánh trách nhiệm nặng nề, để lại những dấu ấn chói sáng ở các giải quốc tế. Nguyễn Thành Bảo có vẻ ngoài hào hiệp, ngoại hình khá giống với nhân vật Hứa Văn Cường trong phim Bến Thượng Hải. Phong cách chơi của Thành Bảo cương mãnh dị thường, từng thắng nhiều kỳ thủ vô địch quốc tế. Từng 3 lần vô địch giải cờ tướng Việt Nam nội dung cờ tiêu chuẩn vào các năm 2007, 2011, 2023, đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo còn giành thành tích cao ở nhiều giải quốc tế khác. Hiện anh thi đấu cho tuyển tỉnh Bình Phước, tuyển cờ tướng Việt Nam. Tháng 5 năm 2023, anh đầu quân cho đội Chiết Giang 2, Trung Quốc. Ở tuổi 45, anh vẫn tham gia thi đấu cho đội cờ tướng Việt Nam ở kỳ ASEAN 2023 tại Hàng Châu. Anh đã cùng với các đồng đội giành huy chương bạc ở nội dung đồng đội nam nữ,